Chào mừng các bạn đã đến với 1 phút Bitcoin, chương trình cập nhật về tình hình giá của Bitcoin và thị trường crypto lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Về xu hướng giá Bitcoin, Bitcoin tại thời điểm tổng hợp thông tin đang được giao dịch quanh vùng 23.380 đô. Nếu ngày đóng cửa bằng một cây nến đỏ thân dài với volume rất lớn, quan sát của một đề có thể thấy mốc giá 25.200 đô được thiết lập vào ngày 15 tháng 8 đang là đỉnh tạm thời của xu hướng tăng ngắn hạn này. Ở các chương trình 1 phút Bitcoin trong tuần trước của chúng tôi vẫn luôn đề cập đến rằng Bitcoin liên tục tạo các cú fake breakout trên vùng giá 25.200 đô này, đồng thời liên tục ghi nhận các cây nến doji, spinning top rút chân, biên độ rất rộng và vẫn chưa rõ ràng xu hướng khi kiểm tra lại vùng 24.400 đến 24.900 đô nhưng đều thất bại. Các bạn có thể bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Trước đó vào ngày 23 tháng 7, chúng tôi cũng kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt quanh vùng 25.000 đến 26.000 đô trong ngắn hạn. Giá Bitcoin vào đầu tuần sau đó đã đạt quanh vùng này, cụ thể là đạt quanh 25.200 đô, nhưng chưa giao dịch ổn định trên vùng 25.000 đô. Đây là một dấu hiệu giúp chúng tôi nhận ra tín hiệu phân kỳ của Bitcoin, tức giá liên tục tăng nhưng volume giao dịch lại giảm dần. Các bạn có thể bấm vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Giá Bitcoin hiện tại đã đóng cửa nến ngày dưới trendline của xu hướng tăng ngắn hạn. Sau khi break out qua trendline của xu hướng tăng ngắn hạn, Bitcoin đang có xu hướng quay về test lại với volume bán tiếp tục gia tăng. Ở nhịp ngắn hạn tiếp theo này, chúng tôi vẫn kỳ vọng Bitcoin quay trở lại kiểm tra vùng 22.400 đến 22.500 đô. Về tổng quan thị trường, tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm về 1.090 tỷ đô, giảm 2,37%. Volume giao dịch trong 24 giờ tăng lên 73 tỷ đô. Chỉ số tham lam sợ hãi đã giảm 11 điểm về 30 điểm. Chỉ số Bitcoin Dominance tăng và đạt quanh mốc 41. Trong vòng 24 giờ vừa qua, có tổng cộng 239 triệu đô bị thanh lý từ các lệnh long short. Trong đó có 90% là các lệnh long khi Bitcoin thời điểm ngày hôm qua được giao dịch trở lại trên 24.000 đô. Về tình hình altcoin, trong vòng 24 giờ vừa qua, top 100 altcoin không có nhiều biến động đáng kể. Trong đó, top 3 đồng coin tăng mạnh nhất bao gồm Celsius tăng 17,70%, EOS tăng 2,49%, CHZ tăng 2,36%. Top 3 đồng coin giảm mạnh nhất bao gồm GMT giảm 10,87%, Gala giảm 10,55%, Anchor giảm 8,63%. Để theo dõi cụ thể hơn về tình hình thị trường crypto cũng như nhận định xu hướng giá các đồng coin, hãy đón xem chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ tối nay trên Skyverse TV. Tiếp theo sau đây là một số tin vắn crypto sáng ngày 18 tháng 8. Mời các bạn cùng theo dõi. Binance bật chế độ bảo vệ người dùng khi sàn giao dịch này gặp sự cố kỹ thuật. Trong một tweet được đăng vào ngày 17 tháng 8, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới là Binance cho biết đã có một sự cố xảy ra với sàn và lưu ý mọi người rằng vấn đề kỹ thuật xuất phát từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Tuy nhiên, Binance không nêu rõ các vấn đề kỹ thuật và các mạng bị ảnh hưởng. Binance cho biết đội ngũ của họ đã giải quyết vấn đề trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi gặp sự cố và kịp thời đảm bảo các khoản tiền của người dùng được an toàn với việc kích hoạt quỹ tài sản an toàn cho người dùng, hay còn gọi là SafeView. SafeView là một quỹ dự trữ khẩn cấp để bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư trên sàn giao dịch Binance. Tiền từ quỹ được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư bị mất tài sản do bị hack hoặc bất kỳ sự kiện nào khác dẫn đến mất tài sản của người dùng. Google đã đầu tư con số khổng lồ lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ vào các doanh nghiệp blockchain kể từ tháng 9 năm ngoái. Theo các báo cáo, công ty mẹ của Google là Alphabet đã rót lượng vốn vào ngành công nghiệp blockchain nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác. Một con số tổng lên đến 1,5 tỷ đô, chỉ tính từ tháng 9 năm 2021 cho đến tháng 6 năm 2022. Khoản tiền 1,5 tỷ đô la này được Alphabet đầu tư vào 4 doanh nghiệp blockchain bao gồm Fireblocks, Dapper Labs, Voltage và Digital Currency Group. Điều này khá là khác so với năm trước khi mà Google đã phân bổ khoản đầu tư nhỏ hơn, trị giá chỉ 601,4 triệu đô la Mỹ vào hơn 17 doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng blockchain. Một vài gã tay to có thể kể đến sau Google với những khoản đầu tư khủng không kém, đó là BlackRock với 1,17 tỷ đô, Morgan Stanley với 1,11 tỷ và cuối cùng là Samsung với 979,2 triệu đô la Mỹ.
Native Token NMKR của Cardano được niêm yết lần đầu trên sàn giao dịch mã hóa. Trong một blog mới nhất của mình, nhà cung cấp công nghệ blockchain hàng đầu NMKR cho biết token của họ sẽ được niêm yết trên BitTrue, một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn phục vụ cho thị trường châu Á. Việc được niêm yết sẽ góp phần thúc đẩy tính thanh khoản và mức độ bao phủ của NMKR ở một số thị trường đầy tiềm năng khác. NMKR là một token được xây dựng trên blockchain của Cardano với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái NFT đa chuỗi. Một mặt giúp những người chơi mới trong thị trường crypto dễ tiếp cận và nắm bắt. Mặt khác, cung cấp cho những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo NFT tất cả những công cụ cần thiết. Tencent đóng cửa thị trường NFT. Năm 2021, khi thị trường NFT đang tăng trưởng mạnh mẽ, Tencent, một gã khổng lồ của mạng xã hội Trung Quốc, cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Sau một năm hoạt động, nền tảng NFT của Tencent là Huanhi đã phải dừng hoạt động do chính phủ Trung Quốc nhanh chóng ban hành lệnh cấm NFT như đã làm với tiền mã hóa vài tháng trước. Sàn giao dịch NFT của Tencent đã thông báo sẽ dừng hoạt động do lệnh cấm đã ngăn cản khả năng phát triển của thị trường này. Sự kiện này chính là đỉnh điểm trong những bước lùi của Tencent ra khỏi thị trường NFT sau khi Trung Quốc tuyên bố cuộc chiến chống NFT vài tháng trước. Các bạn hãy theo dõi chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyrus TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày.